Mình có một cái lời khuyên đối với lại chị em phụ nữ, tức là mình đừng có ngại là mình bao nhiêu tuổi, và mình cũng đừng sợ là thời gian sẽ làm cho mình bị già đi so với lại năm tháng, mà hãy đến với BB Thanh Mai để mà mình sẽ cảm nhận được những cái thứ mà thật sự là nó làm thay đổi. Tức là sau khi mà làm xong thì Hoàng Yến thấy là mình trẻ ra được 10 tuổi. Sau khi mà mình chạy bằng công nghệ Ultra Therapy xong thì cái phần này nó cao lên, nhìn thấy rất là rõ, cái đôi mắt của mình ấy nhìn nó to hơn và nó không bị trùng xuống. À, hồi nãy cái phần rãnh ở đây của Hoàng Yến cũng bị sâu này, thì sau khi làm xong thì cái rãnh nó rất là đầy, và hai cái bên bên nhất là hai cái bên cơ hàm này nó thon gọn, nhìn nó thật sự là rất là hài lòng với cái gương mặt này. Và cái liệu pháp này thì mình đã xem theo rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thật sự là lần nào làm xong mình cũng thấy mê lắm. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai, với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.